thì chúng ta sẽ quay trở lại với series 7 kỹ thuật giảm mỡ bụng đỉnh cao. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đi đến với một kỹ thuật mà rất là nhiều chị em đang thắc mắc là nó thực hiện như thế nào để làm được động tác này. Thì ngày hôm nay mời chị em cùng tham gia về kỹ thuật giật thắt hông cùng team bảo của bảo ngọc Eric nha. Và chần chờ gì nữa, hãy sắm cho mình một đôi giày, một bộ quần áo tập và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng vào lớp với nhau nha. Rồi, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng set up vị trí chuẩn bị cho động tác giật thắt hông. Và động tác giật thắt hông này chính là một trong những động tác nâng cao của động tác đánh eo nhé mọi người nhé. Đánh eo hay mọi người còn gọi là đánh hông đúng không ạ? Hai chân mở rộng bằng vai hoặc rộng hơn vai. Từ vị trí này, mũi chân và gót chân cùng nằm trên một đường thẳng, sao cho hai chân song song với nhau và cùng vuông góc với mặt phẳng thứ ba. Tránh trường hợp là chị em sẽ mở V như thế này, hoặc là chị em đóng phần quá phần mũi chân như thế này, thì chúng ta sẽ chỉ đứng thẳng cho phần chân của chúng ta như này thôi nhá. Và chúng ta cứ mở rộng bằng vai hoặc rộng hơn vai một xíu là cũng được. Nếu các chị mở rộng hơn vai thì chúng ta sẽ gia tăng được cái gọi là cái trụ trọng tâm thật là chắc cho cái phần trụ của chúng ta, phần chân trụ. Còn lại thì mọi người có thể đứng tầm ngang vai đã là rất là ok rồi. Được chưa ạ? Về từ vị trí này thì chúng ta vẫn sẽ có hai điểm ở hông phải và hông trái của chúng ta. Nhưng nếu mà mọi người nhớ mà ở trong động tác eo chúng ta sẽ đánh mềm mại, nghĩa là chúng ta sẽ nhún mềm sang hai bên như thế này, chuyển phải, chuyển trái, chuyển phải, chuyển trái. Thì bây giờ chúng ta sẽ có một cái nhịp giật phải, giật phải, giật trái, giật phải, giật trái, được không ạ? Để thực hiện động tác này thì đầu tiên là chúng ta sẽ tập để làm quen với cảm giác đã nha mọi người nha. Hai đầu gối của mọi người này trùng đầu gối xuống cho em ạ. Trùng đầu gối xuống này, bây giờ chúng ta bắt đầu làm quen cảm giác với chân bên phải. Chúng ta căng đầu gối này, căng, thu về. Đúng rồi, rất tốt ạ. Căng, thu về, cảm giác nha. Bật, thu về. Chúng ta đang trùng, bây giờ 3, 2, 1. Ok, đầu gối nào, căng, tiếp nào, căng, tiếp nào, căng, tiếp giật mạnh phía sau, căng, dây chẳng căng luôn ạ. 1, đẩy, 2, ok, chúng ta sẽ lặp lại về chân trái, hai chân mình trùng nhẹ, 5, 6, 7, đẩy, bắt, về nào, lên, về nào, tiếp nào, khuỷu, căng nào, 1, 2, đẩy, 3. 4, đi, 5, 6, đi, 7, 8, ok chưa? Rồi, đầu tiên là chúng ta đã tạo một cái cảm giác đối với phần đầu gối của chúng ta để tạo ra chúng ta có nhịp giật, giật và giật, được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ có nhịp hông. Cái nhịp hông này thì chúng ta sẽ đánh rời hai bên, đánh phải và đánh trái. Nghĩa là chúng ta sẽ chuyển phải, thu về giữa, phải, thu về giữa bắt đầu, phải, thu về giữa, phải, thu, phải. Chỉ là đẩy hông thôi nha, đẩy mạnh, đó, đẩy mạnh, hông nào, dừng, thu về và dừng, thu về, tiếp, dừng, thu về, rất tốt. 1, 2, đẩy, hông, thu về, hông, thu về và hông, thu về. Mình cảm giác như là mình đang đi qua một ai đó mà bây giờ mình muốn hích cái hông này để trêu người ta, trêu người ta một xíu. Đó, thì như vậy là mình đã tạo được cái cảm giác cho cái phần hông của chúng ta rồi. Chúng ta có thể là ký nhẹ cái phần chân lên nếu bạn cảm thấy mình cần một điểm tựa. Ví dụ, hất, thu chân về, gót chân, thu chân về, gót, ký nhẹ lên ạ. So, đúng rồi, rất tốt. Đẩy, lên, đẩy, lên. Lúc này thì cái đầu gối của chúng ta nha, đang trùng này. Cái điểm khi chúng ta hất hông lên là chúng ta dừng lại ở đầu gối căng. Cổ chân của chúng ta, cái phần bàn chân của chúng ta sẽ hơi nhón lên. Và phần hông của chúng ta sẽ nhấc ở điểm cao nhất của phần hông. Được chưa ạ? Nào chuẩn bị, chuyển, lên, hất, lên, hất, lên, hất, lên, chuyển, 5, 6, đi, 7 và 8. Ok, bây giờ chúng ta sẽ làm về bên ngược lại. Chuyển đầu tiên là chúng ta đã tập với quen cái phần nhún chân rồi nhá. Mình làm lại một xíu, hai đầu gối nhún, chân trái căng và duỗi, lên, xuống, lên và trùng, lên và trùng và lên và trùng lần nữa, lên và trùng, lên và trùng và lên và trùng, được chưa? Bây giờ hông này, hai chân đang trùng này, hông đẩy này, hông, căng chân, thu về, hông, căng chân, thu về, hông, thu về, hông, thu về, cảm giác gối, thu về, hất, thu về, hất, thu về và hất, thu về lần nữa, hất, thu về, hất, thu về và hất, thu về, tiếp, hất, thu về. Đó, mọi người cảm giác là mình đang đi qua ai và mình muốn
khích hông để trêu người ta một cái này này kiểu như vậy, thì mình sẽ có một cái cảm giác để cho chị em mình bắt đầu, được chưa ạ? Và bây giờ chúng ta sẽ nối hai điểm trái phải nha, chuẩn bị nào. 5 đầu gối ạ, đầu gối lưng trùng cho em. 5 6 7 bắt đầu. 1 chuyển sang, đẩy sang, bỏ qua điểm giữa, tiếp bỏ qua chữ giữa, sâu đi trái và phải, hất mạnh, hất mạnh hông này, hông chuyển tiếp và tiếp lên, tiếp và tiếp, lần nữa nào. Ê sâu, ê sâu, ê sâu, nhanh hơn, ê lên 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 lên, ok chưa? Đó, đó là cái cách để chúng ta có thể cảm nhận được cái nhịp giật bắt đầu từ cơ thể của mình cho đến khi nó hình thành lên một động tác như thế nào. Mọi người thấy dễ hơn không nhá? Ngay bây giờ thì mời chị em chúng ta sẽ cùng ghép cái kỹ thuật này với âm nhạc để mọi người cảm được, nhận được rằng là cái kỹ thuật khi ghép cùng âm nhạc nó sẽ tạo nên một cái nguồn cảm hứng bất tận như thế nào, và nó sẽ giúp chị em là giảm ống hiệu quả như thế nào nhá. Xin mời chị em. Là bài tập giật ớt hông đã được chị em thực hiện một cách rất là nhuần nhuyễn và đơn giản, đúng không ạ? Tưởng chừng một kỹ thuật rất khó, nhưng khi thực hiện lên, nếu mọi người có sự kiên trì tập luyện thì chắc chắn là sẽ thành công. Trên đây là toàn bộ bài tập kỹ thuật về giật ớt hông để giúp chị em có thể tập luyện ngay tại nhà. Đừng quên hãy đăng ký kênh của Bảo Ngọc Aerobic và chia sẻ cái video này đến rất nhiều chị em phụ nữ khác nhau để chúng ta cùng luyện tập chăm chỉ với nhau mỗi ngày nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại chị em trong các số tiếp theo. Bye bye.